ngày xuân, khi vui xuân sang chảy hội xuân, biểu diễn ca sĩ Phạm Thu Hà, Hồng Duyên, Thu Thủy, vũ đoàn Đông Đô, câu lạc bộ Môn Minh, dàn nhạc Mộc Cầm, biên đạo Đức Phạm và Thanh Phương đã chào mừng tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, khán giả truyền hình cả nước và quý Phật tử cùng đến với hội xuân Tam Chúc 2024 chủ đề kết nối di sản. Xin nhiệt liệt chào mừng thành kính đỉnh lễ chư tôn đức. Nhiệt liệt chào mừng thiền đức tăng ni, chư vị đại biểu khách quý cùng nhân dân tín đồ Phật tử gần xa và du khách thập phương về dự lễ khai xuân Giáp Thìn năm 2024, hội xuân Tam Chúc. Lời đầu tiên, ban tổ chức xin được gửi tới chư tôn thiền đức lời khánh tuế đầu xuân. Xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý và du khách thập phương lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc một năm mới thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường như ý. Kính thưa quý vị, ngày xuân đi chùa lễ Phật, làm thật nhiều điều thiện, cầu mong an lành cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người, cho nhà nhà được ấm no hạnh phúc. Đó chính là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ biết bao đời nay. Nam mô Bổn Sư Trưởng ban từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn đức,
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các ban bộ ngành ở Trung ương tỉnh Hà Nam triển khai dự án khu di tích Tam Trúc, trong đó trọng tâm khôi phục giá trị di sản của mảnh đất Tam Trúc, điển hình là xây dựng ngôi Tam Trúc khu du lịch văn hóa tâm linh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại vị, hôm nay trên mảnh đất Hà Nam anh hùng, tất cả dân tộc hân hoan đón chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, chùa Tam Trúc long trọng tổ chức lễ khai hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Phần giới thiệu quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa của quê hương, tạo điều kiện để nhân dân Phật tử ở trong nước và ngoài nước với du khách tâm linh đến chùa Tam Trúc, một nghề kiệt tác và kiến trúc Phật giáo của tỉnh Hà Nam và đất nước Việt Nam. Trong buổi lễ long trọng này, tôi xin bày tỏ lòng tri ân công đức tới tất cả các quý vị, đặc biệt là sự hiện diện của quý vị lãnh đạo Trung ương và tỉnh Hà Nam mà địa phương xả tài. Đây là niềm khích lệ to lớn đối với chúng tôi trong con đường phụng sự đạo pháp và phục sự dân tộc. Phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể này, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Tam Trúc Xuân Giáp Thìn năm 2024. Kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân tín đồ Phật tử cách thập phương xa gần một năm mới an lành, thành đạt và tùy tâm sở nguyện, chúc lễ hội thành công viên mãn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Na Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam lên phát biểu, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Kính thưa đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Hà Nam. Kính thưa đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Tam Trúc, trưởng ban tổ chức lễ hội. Chúc lễ hội Xuân Tam Trúc năm 2024 thành công tốt đẹp. Tam Trúc năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tiếp nối, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hình ảnh, vùng đất, con người Hà Nam đến với đông đảo tầng lớp nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Hà Nam gắn với phát triển du lịch bền vững. Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, xin trân trọng cảm ơn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách một mùa xuân mới an khang và sự như ý. Chúc lễ khai xuân Tam Trúc năm 2024 thành công viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Sự tác động ảnh hưởng rất sớm của nền văn hóa hòa bình cách ngày nay khoảng 10.000 năm. Đây có thể coi là những thông tin vô cùng quý giá lần đầu tiên được công bố. Và xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Trong thời gian vừa qua, đó là việc tìm được di cốt người thuộc nền văn hóa hòa bình cách đây khoảng 10.000 năm được phát hiện tại quần thể danh thắng Tam Trúc Mỹ Sơn Kim Bảng. Nhà rất hay, rất gần Tam Trúc là cái khu
chùa Tam Trúc này, khu du lịch rất là nổi tiếng. Cho nên là cái thông tin này là người ta biết ngay, người ta thông tin ra người ta cũng xôn xao ngay. Thì đúng là cái hàng này, cái hàng nó rất là cao. Tôi đã lên trực tiếp để xử lý cái bộ này. Cái hàng Tam Trúc là nó ở đội 4 của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bằng, tỉnh Hà Nam. Cách từ Tam Trúc chỉ khoảng 10 km, vấn đề là cách chỗ đó. Sáng ngày 2/11/2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã công bố kết quả khai quật tại hang đội 4, vùng lõi quần thể danh thắng Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Cuộc khai quật do Viện Khảo Cổ học thực hiện vào tháng 3. Các nhà khảo cổ phát hiện 3 mộ trẻ em và người trưởng thành, trong đó có một cải táng và một sau táng, người đàn ông đang ôm mẹ mẹ, chôn theo tư thế nằm co bó gối. Theo các nhà khoa học, đây là lần đầu tiên phát hiện di cốt người cách ngày nay khoảng 10.000 năm ở Hà Nam. Những dấu tích về lịch sử hình thành và phát triển của văn minh người cổ, cùng với đó là quá trình phát triển bền vững, lâu dài của tín ngưỡng bản địa Việt Nam trải qua các triều đại trong lịch sử dân tộc. Và một điều đáng tự hào đó là với bề dày giá trị văn hóa, cảnh quan, con người, trong năm qua, Hà Nam đã giành được một giải thưởng danh giá về du lịch. Ở trong những giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award năm 2023 mà Việt Nam đạt được, vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc khác như thành phố Georgetown của Malaysia, thành phố Jakarta của Albania, thung lũng Kathmandu của Nepal, thành phố Osaka của Mexico. Lần đầu tiên, tỉnh Hà Nam được vinh danh là điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới. Và ngay sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam lên nhận cúp giải thưởng du lịch thế giới. Trân trọng kính mời bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. Trân trọng kính mời bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam. Và trân trọng kính mời ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam. Ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên trao hoa chúc mừng. Và trân trọng kính mời bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên trao cúp giải thưởng du lịch thế giới. Xin trân trọng kính mời. Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Tam Trúc, trưởng ban tổ chức lễ hội. Trân trọng kính mời bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Loan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. Trân trọng kính mời Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam.
toàn thể đạo tràng, quý vị đại biểu khởi thân hướng về chư Phật để cùng cầu nguyện quốc thái dân an. Chứng minh và dự cho lễ hội ngày hôm nay. Chúng con thành kính kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể khi ngan tuệ đăng viễn chiếu chúng sinh dị độ Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị lãnh đạo đại biểu khách quý, quý thiện nam tín nữ Phật tử nhân dân du khách thập phương xa gần thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, chúc một năm mới tràn đầy niềm hỷ lạc và thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, và nghi lễ quan trọng tiếp theo trong hội xuân tập trúc năm nay đó là lễ rước nước trong hội xuân tập trúc. Và những thông tin đặc biệt cho lễ rước nước năm nay đó là chúng ta sẽ có 7 thuyền lớn, 6 thuyền đi sau, 1 thuyền chính thức rước nước. 6 thuyền sẽ có những màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo. Đoàn thuyền sẽ đi qua lòng hồ 600 hectare để lấy nước tại khu vực kênh nêu. Và đây là một trong những nghi lễ quen thuộc rất quan trọng trong hội xuân tam trúc mỗi năm, với mong muốn cầu mong an lành, bình an tới tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ được thưởng thức nhạc dân tộc chào mừng lễ hội xuân tam trúc với 16 nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc của mỗi hai thuyền đầu cùng với 20 nghệ sĩ múa chuyên nghiệp cùng và công tử nhất tài chính. Chúng ta tiếp tục đến với hành trình đi viên nước nước đầu năm mới của mình, đó là từ bến thuyền cho đến đến tiệm tạp hóa và cuối cùng là đến trường học công nghiệp cao nhất của trường đại học. Cùng với chúng ta cũng sẽ được chứng kiến cảnh này. Đây là một hạnh phúc vô cùng lớn và cho chúng ta một cuộc vui tự hào cùng đến với hội xuân tạp trúc 2024. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.